Sáng 23 tháng 7, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 để nghe và cho ý kiến về kết quả công tác phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội và nhiều nội dung khác. Về nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Đức Trung đánh giá, mặc dù diễn biến thời gian qua khá phức tạp, nhưng tỉnh đã thực hiện các biện pháp để kiểm soát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của ngành y tế, của đội ngũ cán bộ làm công tác y tế trong công tác tham mưu và triển khai công tác phòng chống dịch thời gian qua. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá, các ngành đã có kết quả tích cực, nông nghiệp duy trì được mức tăng trưởng, công nghiệp tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt gần 11.000 tỷ đồng, thu hút đầu tư có xu hướng tăng, số dự án và số vốn đầu tư đều tăng, các lĩnh vực đời sống xã hội trong điều kiện dịch bệnh nhưng vẫn được quan tâm. Đặc biệt là tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021, quan tâm chăm lo đời sống cho người có công, gia đình chính sách, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai tốt. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ rõ, mục tiêu quan trọng hàng đầu là tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, không thể chủ quan, lơ là, phải thực hiện theo hướng kiểm soát tốt bên trong, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ lây lan dịch từ bên ngoài. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra để đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, tập trung cho các ngành, các lĩnh vực có điều kiện tăng trưởng như công nghiệp, nông nghiệp để bù đắp lại cho những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các cấp, các ngành cũng phải chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất kinh doanh theo tinh thần kịp thời, chủ động, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thực hiện nghiêm túc các biện pháp, siết chặt kỷ luật kỷ cương theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện ký cam kết và thực hiện giải ngân đúng cam kết, gắn trách nhiệm với người đứng đầu để đảm bảo giải ngân vốn 100% trong năm 2021. Ra soát, báo cáo phương án điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm, không hiệu quả sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, dự án trọng điểm.